Ok, lô chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đột phá thương khung phần 5 tầm 176. Khi mà đối mặt với đao mang sắc bén của Trích Tinh Lão Quỷ, Tiêu Viêm ban đầu tỏ ra căng thẳng và chậm rãi dừng bước. Trong khi Trích Tinh Lão Quỷ tưởng rằng Tiêu Viêm sợ hãi đến mức không thể nào phản ứng, Tiêu Viêm thực chất đang tập trung toàn bộ sức mạnh vào bàn tay, nơi mà ánh sáng vàng rực rỡ dần dần chuyển thành một luồng hắc mang bí hiểm. Khi mà hắc mang xuất hiện, ánh sáng vàng lập tức tắt và một luồng hắc sắc nhanh chóng lớn lên, giống như là nuốt chửng toàn bộ năng lượng xung quanh. Cảm giác đấu khí ở trong cơ thể suy yếu nhanh chóng, Tiêu Viêm lập tức dùng đến các loại đan dược để duy trì sức mạnh và chuẩn bị phản công. Lúc này thì đao mang khủng khiếp của Trích Tinh Lão Quỷ đã tiến sát tới, gây ra một áp lực khiến làn da của Tiêu Viêm bị cắt và chảy máu. Trích Tinh Lão Quỷ tự tin rằng đao mang tỏa tinh đao của chính mình sẽ chấm dứt Tiêu Viêm. Thế nhưng mà khi Tiêu Viêm bất ngờ tung ra Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, tình thế nhanh chóng thay đổi. Quang quyển hắc sắc xuất hiện từ lòng bàn tay của Tiêu Viêm, lan rộng ra với tốc độ chóng mặt, nuốt trọn đao mang mà không để lại dấu vết nào cả, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc đến nỗi phải hít sâu kinh hoàng. Sự xuất hiện của quang quyển làm Trích Tinh Lão Quỷ sững sờ. Hắn không thể tin nổi rằng kỹ năng mạnh mẽ ấy lại có thể bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng như vậy. Hắn nhận ra Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng chỉ là một đấu kỹ thiên giai, thứ mà hắn từng thấy và thèm muốn ở trong một di tích viễn cổ. Điều này dẫn đến sự ngờ vực và lo sợ tột độ trong lão khi mà nhận ra rằng Tiêu Viêm có được nó nhờ những mảnh xương sườn quý giá từ bộ hải cốt mà hắn từng tranh đoạt. Trong cơn hoảng loạn, Trích Tinh Lão Quỷ điên cuồng lùi bước và cố gắng thoát khỏi sức mạnh áp đảo của quang quyển. Tuy nhiên, quang quyển hắc sắc lan nhanh và phát ra lực hút khủng khiếp, khiến hắn dần dần mất đi tốc độ, bất lực trước sự cận kề của tử vong. Lão liên tục phóng ra các đạo đấu khí mạnh mẽ, thế nhưng chúng đều tan biến mà không gây được bất kỳ sự kháng cự nào trước sức mạnh nuốt chửng của quang quyển. Trong phút giây sinh tử, Trích Tinh Lão Quỷ hoảng sợ đến tột độ và cuối cùng phải cầu cứu đến Cửu Thiên Tôn đại nhân trong tiếng hét tuyệt vọng. Thế nhưng không có gì có thể giúp lão thoát khỏi số phận khi mà quang quyển đen nhánh đang lan ra nuốt chửng mọi thứ. Trong khi hắc sắc quang quyển của Tiêu Viêm đang mở rộng và sắp cuốn trọn Trích Tinh Lão Quỷ, tiếng thét của lão đã thu hút sự chú ý của Tiêu Viêm. Anh nhanh chóng nhận ra rằng vẫn còn một cường giả khác của hồn điện ẩn nấp vào can thiệp. Điều này khiến Tiêu Viêm nhận định rằng hồn điện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến này. Ngay khi Trích Tinh Lão Quỷ tuyệt vọng kêu cứu, một thân ảnh áo lam xuất hiện từ khe nứt không gian, khiến không khí trở nên ngưng trọng và các hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Người này có vẻ là Cửu Thiên Tôn của điện, đủ mạnh để điều khiển đấu khí làm biến đổi tự nhiên. Sự hiện diện của hắn làm Tiêu Viêm nhận ra mức độ nguy hiểm khi mà đối đầu với cường giả bậc thất hoặc là bát tinh đấu tôn. Bất chấp sự khinh thường dành cho Trích Tinh Lão Quỷ, người áo lam vẫn ra tay cứu giúp, tạo ra một màn mưa chắn trước hắc sắc quang quyền và nhanh chóng kéo Trích Tinh Lão Quỷ trở về sau. Tuy nhiên, màn mưa không đủ sức chống lại sức mạnh của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, nó bị xuyên qua, khiến hắc sắc quang quyền tiếp tục lao tới và cắt đứt đôi chân của Trích Tinh Lão Quỷ, vết thương sâu đến mức hoàn toàn biến mất cả máu thịt, để lại thân hình của lão gục ngã vào trong bạch. Người áo lam tỏ ra thận trọng, nhận ra sức mạnh khủng khiếp của thiên giai đấu kỹ và rời đi với Trích Tinh Lão Quỷ đang gần như trở thành phế nhân. Tiêu Viêm không muốn để lão thoát, kích hoạt đấu khí mạnh hơn để đẩy tốc độ của hắc sắc quang quyền lên cực hạn, bám sát người áo lam và chạm vào ngực của Trích Tinh Lão Quỷ. Một âm thanh nhỏ vang lên và sinh mạng của Trích Tinh Lão Quỷ chấm dứt trong sự hoảng loạn, máu chảy qua khóe miệng, khuôn mặt biến thành một cái xác khô không còn sức sống. Trích Tinh Lão Quỷ, kẻ thù nhiều lần đối đầu với Tiêu Viêm, bị áp đảo bởi hắc sắc quang quyển, một kỹ năng thiên giai đấu kỹ của Tiêu Viêm, trong khoảng khắc bị nuốt chửng bởi hắc sắc quang quyển. Trích Tinh Lão Quỷ kêu thét tuyệt vọng, thế nhưng mà không ai cứu được lão, và cuối cùng phần ngực của lão bị cắn nuốt hoàn toàn, sinh cơ biến mất, thi thể hóa thành tro bụi sau khi Cửu Thiên Tôn ra tay. Cửu Thiên Tôn là một lão già tóc và lông mày màu lam, xuất hiện từ không gian và thể hiện khí chất uy nghiêm đáng sợ. Lão cảnh báo Tiêu Viêm rằng hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Trích Tinh Lão Quỷ. Cửu Thiên Tôn thể hiện sự am hiểu sâu rộng khi mà nhắc đến huyết mạch của Tiêu gia và những bí ẩn về dòng máu của họ, ám chỉ rằng Tiêu Viêm có một nền tảng mà ngay cả chính hắn cũng chưa rõ. Tiêu Viêm thì không hề run sợ và nhanh chóng tăng cường đấu khí chuẩn bị giao chiến. Hai bên lao vào trận đấu kịch tính, với Tiêu Viêm sử dụng lửa màu nâu tím để chống lại trường lực băng lạnh của Cửu Thiên Tôn. Trận đấu tạo ra sương mù dày đặc từ sự giao tranh giữa nóng và lạnh. Thế nhưng cuối cùng Tiêu Viêm bị đánh bại và bay ngược ra xa, va chạm vào vách núi miệng trào máu. Dù bị thương, Tiêu Viêm vẫn không từ bỏ, ánh mắt quyết liệt chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Cửu Thiên Tôn đến gần, lúc này toàn tính bắt hắn, nhưng mà khi Tiêu Viêm sắp phải đối mặt với đòn tấn công cuối cùng, một nhân vật bí ẩn bất ngờ xuất hiện và chặn đứng Cửu Thiên Tôn. Người này phát ra khí thế áp đảo và tuyên bố đầy thách thức rằng Cửu Thiên Tôn không đủ tư cách để bắt Tiêu Viêm. Ngay khi đó, một bàn tay mạnh mẽ từ Sực Lão xuất hiện và nắm chặt trường của Cửu Thiên Tôn, khiến lão cảm thấy đấu khí của chính mình bị phong tỏa và sương mù quanh thân từ từ biến mất. Điều này đã làm Cửu Thiên Tôn hoảng sợ và nhận ra Sực Lão đã khôi phục lại thể trạng và thực lực. Tiêu Viêm mặc dù bị thương, thế nhưng mà ngỡ ngàng và vui mừng khi mà thấy sư phụ của mình đã hồi phục. Dược Lão với phong thái điềm tĩnh và uy nghi, ra lệnh Tiêu Viêm rời đi để đối đầu với Cửu Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn nhận ra sự trở lại mạnh mẽ của Dược Lão, khiến lão lo ngại vì biết rằng bản thân không thể nào so sánh được với sức mạnh đỉnh cao của đối thủ.
Dược lão lạnh lùng nói với Kiều Thiên Tôn rằng Hồn Điện không phải là thế lực mạnh nhất và rằng những kẻ như lão không đủ sự uy hiếp ông. Ông chỉ trích hành động của Kiều Thiên Tôn và cảnh cáo rằng sẽ trả đũa cho việc làm hại đệ tử của chính mình. Kiều Thiên Tôn dù lo lắng vẫn phản công bằng cách ngưng tụ đấu khí băng hàn thành một cự thú khổng lồ tấn công Dược lão. Tuy nhiên Dược lão điềm nhiên đối đầu và một trường của ông phá tan công kích này, làm cự thú nổ tung thành những giọt nước. Tiếp đó Dược lão tung ra một đòn công kích không gian cực kỳ là mạnh mẽ, tạo ra một bàn tay khổng lồ xé toạc không gian và tấn công Kiều Thiên Tôn. Lão nhanh chóng triệu hồi ra một chiếc lồng nước lam sắc bén để tự vệ. Thế nhưng mà sự tấn công mạnh mẽ của Dược lão nhanh chóng phá hủy lồng bảo vệ này, đẩy Kiều Thiên Tôn lùi lại và khiến lão bị thương nhẹ. Cuộc giao chiến hoành tráng này thu hút sự chú ý của nhiều cường giả khác từ xa. Họ kinh ngạc khi mà nhận ra Dược Tôn giả Dược Trần, người mà bọn họ tưởng đã chết vẫn còn sống và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều này khơi gợi sự chấn động và hứng thú từ đám đông, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống lại Hồn Điện. Dược lão xuất hiện đột ngột trong trận chiến, thể hiện sức mạnh vượt trội so với trước kia, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến đấu giữa Tinh Vân Các và Hồn Điện. Trước đó mọi người đều nghĩ rằng Dược lão đã mất đi thân thể và suy giảm thực lực, thế nhưng việc ông hồi phục lại khả năng đỉnh phong đã khiến các cường giả đứng ngoài kinh ngạc và lo lắng. Nhiều lời bàn tán vang lên thừa nhận rằng sự hiện diện của Dược Trần có thể cứu Tinh Vân Các khỏi trận chiến thảm khốc này, đồng thời làm sao động cả Trung Châu. Khi mà Dược lão ra tay, không gian bị chấn động bởi sức mạnh khủng khiếp của ông. Ông nhanh chóng chiếm thế thượng phong trước Kiều Thiên Tôn và tấn công mạnh mẽ Hắc Bạch Thiên Tôn, hai cường giả của Điện. Những đòn đánh của Dược lão đầy uy lực khiến cả hai Thiên Tôn phun máu và bị đánh bật rơi xuống mặt đất. Sự kinh hoàng lan tỏa khắp các chiến binh Hồn Điện, họ chạy trốn tán loạn khi mà chứng kiến cảnh Dược lão tiêu diệt hàng loạt đối thủ một cách dễ dàng. Kiều Thiên Tôn tuy rằng bị áp đảo, vẫn không chịu từ bỏ. Lão nhanh chóng thực hiện một loạt thủ ấn phức tạp, mở ra một khe không gian đen tối, từ đó phát ra một khí tức lạnh lẽo đến giận người. Dược lão cũng nhận ra điều này và lẩm bẩm, tự hỏi liệu rằng một nhân vật nguy hiểm hơn chính là Bát Thiên Tôn có xuất hiện trong trận chiến hay không. Cục diện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi mà một mối đe dọa mới đang lộ diện, đặt Tinh Vân Các vào tình thế đầy thử thách ngay cả khi có Dược lão bảo vệ. Cả không gian như ngừng thở khi mà những giọt mưa kỳ dị chất chứa năng lượng khủng khiếp không ngừng dày đặc hơn trong bầu trời, báo hiệu cho một trận chiến đỉnh cao sắp sửa bùng nổ. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả, thân ảnh Dược lão vẫn đứng uy nghi, ung dung giữa màn mưa, tất nhiên là không bị ảnh hưởng chút nào bởi áp lực khủng khiếp đang lan tràn khắp không gian. Cả Bát Thiên Tôn và Kiều Thiên Tôn đều cùng nhau dồn hết tinh thần vào chiêu thức hợp lực. Họ không còn coi nhẹ đối thủ bởi đây chỉ là Dược Trần, người đã từng khiến họ và Hồn Điện phải kinh hãi trong quá khứ. Bát Thiên Tôn sau khi một khoảng khắc chần chừ, cuối cùng cũng quyết tâm vượt qua nỗi ám ảnh thất bại năm xưa. Những giọt mưa như thể được điều khiển, tụ lại thành những mũi thường sắc bén, mỗi một giọt đều có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Trong lúc ấy, Dược lão đưa tay ra phía trước, ánh sáng bạc mờ nhạt bắt đầu tụ lại thành một vòng tròn không gian lấp lánh. Những giọt mưa bị vòng tròn này chạm vào lập tức hóa thành hư vô, không thể nào xâm nhập phạm vi quanh ông. Đôi mắt của ông khẽ nhào lại phát ra sự tự tin đầy uy nghiêm. Được rồi, cứ đến thử xem. Dược lão thì thầm, âm thanh như là gió thoảng thế nhưng lại mang theo uy thế kinh thiên. Từng đợt sóng đấu khí và dao động không gian làm chấn động cả trời đất khi mà cả ba cường giả chuẩn bị đụng độ. Trong tích tắc, màn đêm bị xé toạc bởi những tia sáng chói lòa từ chiêu thức của Kiều Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn. Tia sét đấu khí gầm lên như là sóng giận dữ, hội tụ lại cùng với những giọt mưa độc đáo tạo thành một trận cuồng phong vô tận. Dược lão nhìn thẳng vào trận thế đó, hít sâu rồi chợt giơ cao tay, một tia sáng bạc lóe lên, mở ra một vùng không gian với những đường nét phức tạp xoay tròn như là một cánh cửa vũ trụ. Bất kể trời long đất lở, Tinh Vân Các vẫn sẽ không khuất phục. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.